các nhà sản xuất chip Hoa Kỳ chiếm 1/3 tổng doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu. Họ chế tạo các bộ vi xử lý tinh vi nhất thế giới, được ví như trái tim đem tới sức sống cho smartphone. Các trung tâm dữ liệu và các mô hình AI đang nở rộ. Thế nhưng, các doanh nghiệp Hoa Kỳ hay những đối tác gia công châu Á của họ đều không làm ra những con chip tiên tiến ở xứ sở cờ hoa. Điều này gây lo ngại cho Washington khi chip đóng vai trò trung tâm của nền kinh tế hiện đại trong kỷ nguyên của AI và chạy đua phát triển quân sự. Và câu trả lời của Nhà Trắng cho vấn đề này chính là đạo luật chips. Với trợ cấp hơn 50 tỷ đô la Mỹ dưới dạng thuế ưu đãi, được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào ngày 9 tháng 8 năm 2022 để đưa việc sản xuất chip tiên tiến trở lại nước Mỹ. Sau một năm nhìn lại, điều giấc mơ phục hưng ngành chip ở Hoa Kỳ có đang trở thành hiện thực. Theo Economist, nhìn thoáng qua, đạo luật chips đang lan tỏa sức ảnh hưởng. Từ năm 2020, khi ngành bán dẫn bắt đầu được xúc tiến, các nhà sản xuất chip đã thông báo đầu tư hơn 200 tỷ đô la Mỹ ở Hoa Kỳ nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Đến năm 2024, các nhà máy chế tạo chip bán dẫn, hay gọi là Fab, ở Hoa Kỳ có thể chiếm 18% tổng số chip tiên tiến trên toàn cầu. TSMC, công ty sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới của đảo Đài Loan, đã chi hơn 40 tỷ đô la Mỹ để xây dựng hai nhà máy chip ở bang Arizona. Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đầu tư 17 tỷ đô la Mỹ ở bang Texas. Intel, nhà sản xuất chip lớn nhất nước Mỹ, dự kiến chi 40 tỷ đô la Mỹ cho 4 nhà máy bán dẫn ở Arizona và Ohio. Giữa lúc đạo luật chips tròn 1 tuổi và chính phủ đang chuẩn bị chi tiền theo kế hoạch, lưỡng đảng Mỹ nhất trí rằng đạo luật này có thể là một bước đi đột phá. Thế nhưng, bước đi đó có thể chưa tiến xa. Các nhà máy sản xuất chip ở Mỹ có tiến độ xây dựng chậm hơn, quy mô nhỏ hơn nhưng tốn chi phí vận hành lớn hơn so với cơ sở ở châu Á. Thêm vào đó, sự hào hứng đầu tư sản xuất chip ở Mỹ diễn ra giữa lúc nhu cầu chip dường như đang hạ nhiệt, ít nhất trong ngắn hạn. Nhưng điều đó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn của ngành này. Tổ chức tư vấn Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi ước tính rằng các công ty ở Trung Quốc, Đại lục và đảo Đài Loan thường xây xong một nhà máy mới trong 650 ngày, khoảng 22 tháng. Còn ở Mỹ, do các quy định của chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương, việc xây dựng có thể mất tới 900 ngày. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng xí nghiệp ở Mỹ đắt hơn 40% so với châu Á. Chi phí này cũng chiếm khoảng một nửa nguồn vốn để mở nhà máy bán dẫn mới. Gánh nặng chi phí nói trên có thể được hỗ trợ thông qua đạo luật chips. Tuy nhiên, chi phí vận hành nhà máy hàng năm lại là một vấn đề khác. Nó tốn kém hơn 30% so với ở châu Á, một phần là do tiền lương của người lao động Mỹ cao hơn. Đó là chưa kể tới thiếu hụt lao động. Vào tháng 7 vừa qua, TSMC đã thông báo triệu hoãn việc ra mắt nhà máy đầu tiên ở Arizona trong một năm, lùi qua năm 2025. Lý do vì không tìm đủ nhân viên có kinh nghiệm trong ngành bán dẫn, tập đoàn có kế hoạch cử nhân viên từ các cơ sở Đài Loan sang đào tạo cho công nhân địa phương. Các lãnh đạo TSMC cho biết trong một hội nghị trực tuyến vào tháng trước. Theo Fortune, một khảo sát mới cho thấy các nhà sản xuất chip ở Mỹ thực sự đang phải vật lộn để tuyển dụng nhân sự chủ chốt. Cụ thể, theo khảo sát của hãng phân tích thị trường lao động Trivelio Lab, với 50 nhà sản xuất chip hàng đầu Hoa Kỳ, thì các doanh nghiệp này tốn thời gian hơn gấp đôi so với công ty những ngành khác để thuê nhân sự như kỹ thuật viên hoặc kỹ sư cơ khí, với quy trình tuyển dụng thường kéo dài khoảng 3 tháng. Từ lâu, các nhà sản xuất chip cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo Hoa Kỳ không có đủ ứng viên có kiến thức về khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn, các công ty chip dự kiến sẽ tạo thêm 115.000 việc làm vào năm 2030, nhưng khoảng 3/5 số công việc sẽ khó tuyển người có chuyên môn phù hợp. Parker Delcas, nhà quản lý ở EMD Electronics, doanh nghiệp cung cấp thiết bị và vật liệu bán dẫn, chia sẻ rằng khi hỏi ngành chip Hoa Kỳ đang lo ngại nhất điều gì, rất có thể câu trả lời sẽ là tình trạng thiếu hụt lao động. Làm sao có thể thuê đủ người để xây dựng và vận hành các nhà máy bán dẫn mới? Và Delcas nói thêm, các công ty như EMD có thể tuyển dụng 75 vị trí mới thông qua một sự kiện tuyển dụng hàng loạt. Tuy nhiên, các nhà máy bán dẫn như của TSMC lại cần tuyển số lao động khổng lồ. TSMC sẽ cần khoảng 4.500 công nhân, Intel cũng cần 3.000 công nhân cho nhà máy mới ở Ohio. Hiệp hội Công nghiệp chip ở Mỹ đã và đang thúc đẩy cải cách chính sách nhập cư để cho thêm nhiều người đến học đại học và làm việc ở nước này. Tuy vậy, vấn đề chính sách này rất khó giải quyết trong ngắn hạn ở Washington. Trong khi đó, doanh nghiệp đang hợp tác với các trường đại học cao đẳng để phát triển những chương trình đào tạo phù hợp. Bộ Thương mại cũng đang xem xét nỗ lực phát triển lực lượng lao động phù hợp, xem đây là một phần trong kế hoạch trợ cấp thúc đẩy ngành chip. Bên cạnh việc khó tuyển dụng lao động, các dự án nhà máy bán dẫn ở Mỹ cũng có quy mô nhỏ, vì vậy tạo thêm thách thức cho bài toán hiệu suất. Nhà máy sản xuất càng nhiều chip thì chi phí làm ra mỗi đơn vị càng thấp. Tại Arizona, hãng TSMC có kế hoạch sản xuất 50.000 đĩa bán dẫn mỗi tháng. Trong khi đó ở Đài Loan, hãng có 4 nhà máy khổng lồ,
mỗi nơi làm ra ít nhất 100.000 đĩa bán dẫn mỗi tháng. Đó là chưa kể đến một loạt nhà máy nhỏ hơn. Ông Maurice Chang, nhà sáng lập TSMC, cũng cảnh báo rằng chip sản xuất tại Mỹ sẽ có giá đắt hơn. C.C. Wei, giám đốc điều hành hiện tại của TSMC, nói rằng công ty có thể sẽ chấp nhận chi phí cao hơn này. Ông Wei có thể làm như vậy vì đa số chip của hãng vẫn được sản xuất với chi phí rẻ hơn ở Đài Loan, chứ không phải ở Mỹ. Điều đó cũng đúng với Samsung. Tập đoàn này sẽ chi gần 90% vốn ngân sách để phát triển nhà máy ở quê nhà Hàn Quốc. Ngay cả Intel cũng đầu tư xây dựng nhà máy ở nước ngoài nhiều hơn ở Mỹ. Kết quả là nếu tất cả nguồn vốn được rót theo kế hoạch, Hoa Kỳ vẫn chỉ sản xuất chip tiên tiến đủ cho 1/3 nhu cầu trong nước. Apple vẫn tiếp tục nhập vi xử lý cao cấp từ Đài Loan để sản xuất iPhone. Ngành công nghiệp AI đang chớm nở ở Mỹ, cũng khó chọn con đường nào khác so với tàu khuyết. Đạo luật chips của Nhà Trắng cũng dẫn tới nhiều tác động phụ khó đoán. Theo quy định, những tập đoàn nhận trợ cấp từ chính phủ Mỹ sẽ bị cấm mở rộng nhà máy sản xuất chip ở Trung Quốc. Điều đó có thể khiến các tập đoàn như TSMC và Samsung ngần ngại đầu tư mở thêm nhà máy ở Mỹ, vì họ có nhiều khách hàng Trung Quốc. Ngoài ra, một chuyện ngoài mong đợi khác là các nhà sản xuất chip Trung Quốc có thể đổ xô chế tạo những con chip kém tiên tiến hơn. Họ muốn lấy số lượng bù chất lượng, hy vọng rằng nhiều con chip thế hệ cũ có thể xử lý những thứ mà các con chip mới hơn làm được. Theo Hiệp hội Vi điện tử SEMI, năm 2019, Trung Quốc sản xuất 1/5 số chip thế hệ cũ hơn trên toàn cầu. Chúng vẫn được dùng trong mọi thiết bị, từ máy giặt đến ô tô và máy bay. Đến năm 2025, tỷ lệ này sẽ tăng lên 1/3. Vào tháng 7 vừa qua, NSB Semiconductor, nhà sản xuất chip Hà Lan, cảnh báo rằng nguồn cung dư thừa của Trung Quốc sẽ gây áp lực giảm giá sản phẩm. Về lâu dài, điều này sẽ làm tổn thương các nhà sản xuất có chi phí cao hơn ở phương Tây, thậm chí là buộc họ rút lui khỏi thị trường. Trong tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhận xét rằng việc Trung Quốc tập trung sản xuất chip thế hệ cũ hơn là một vấn đề mà Hoa Kỳ cần suy nghĩ. Mặt khác, theo Economist, điều khó dự đoán nhất chính là tác động của đạo luật chips đối với chu kỳ tăng trưởng và suy thoái để biến động của ngành này. Thông thường các nhà sản xuất chip sẽ tăng công suất vào lúc nhu cầu gia tăng. Nhưng hiện giờ, tình huống hoàn toàn ngược lại. Sản xuất chip đang tăng lên trong khi nhu cầu đi xuống. Cơn khát chip trong giai đoạn hậu Covid-19 dường như đã được thỏa mãn. Người tiêu dùng đã qua cơn mua sắm nồng nhiệt các món đồ công nghệ. Vì vậy nhu cầu chip để sản xuất thiết bị điện tử cũng giảm xuống. Doanh số của TSMC giảm 10% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn này cũng dự báo chiều hướng tương tự cho cả năm 2023. Cùng lúc đó, doanh thu của Intel giảm 15% trong quý 2. Đồng thời, Samsung cũng đổ lỗi tình trạng dư thừa chip đã kéo giảm doanh thu và lợi nhuận. Các lãnh đạo ngành bán dẫn vẫn lạc quan về triển vọng lâu dài. Họ nhìn nhận nhu cầu chip sẽ phục hồi vào một lúc nào đó. Tuy nhiên, việc điều chỉnh hàng tồn kho để tránh cung vượt cầu đang tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Và khi việc điều chỉnh hoàn thành, các doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận thấp hơn. Kể từ đầu năm 2021, ba ông lớn Intel, Samsung và TSMC đã mất 1/3 tổng giá trị thị trường của họ cộng lại, tương đương gần 500 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư đã quyết định chi tiền để mở nhà máy chip ở Hoa Kỳ, nhưng sẽ cần thêm một vài năm, một vài dịp sinh nhật nữa của đạo luật chip để đánh giá tác động của nó đối với an ninh kinh tế Mỹ. Góc nhìn quốc tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại lúc 6 giờ sáng mai.